Hello các bạn, hôm nay mình đi giao chó cho ông cha nha. Đây là con Poodle đó các bạn. Poodle ơi, cưng Poodle quá. Poodle ơi, cưng quá à, mệt không con? Tên gì? Dạ con tên giống là Poodle nhưng mà mình về mình đặt tên, là chó nhỏ không có đặt tên đó. Poodle. Dạ, cho tay à. Dạ. Poodle ơi, đuôi ngửng đi ghét không? Poodle ơi. Nó không có đuôi hả? Không, người ta nhỏ người ta cắt á con. Chó phải cắt mới đẹp. Giải tay nó con. Nó còn nhỏ mà con. Poodle ơi. Poodle ơi. Dễ thương các bạn. Các bạn có nuôi chó hay cái gì liên hệ mình nha. Nó giống mày không? Cái lông nó giống cái đầu mày không? Nói kỳ thưa các bạn, khi bạn mua chó ở trại của mình nha, các bạn sẽ được tặng một bao thức ăn, một cái áo và một dây nha các bạn. Poodle. Kệ đâu con? Poodle ơi. Bán một cái khổ đi. Poodle ơi. Ê trời ơi, dễ thương quá. Poodle ơi. Sao? Chẳng nó nhiều lắm, một bầy lắm. Bầy nó 6 con. Trời ơi, đi cưng quá. Ở đâu mà? Cô bán hết à? Dạ, mấy này là để dành thôi. Poodle ơi, trời ơi, nhưng có bông luôn á trời. Rồi làm sao? Là con ở Sài Gòn á. Poodle ơi. Làm sao hả? Dạ. Còn như này cái cây ai bỏ? Cái này có ông xe ôm nhà con bỏ. Poodle ơi. Trời ơi, dễ thương quá. Cưng ơi là cưng à. Hello mọi người nè. Poodle ơi. Rất là con bích cho các bạn. Trời nuôi chó này thì còn gì bằng nữa. Trời ơi, dì con nhỏ mà làm gì cả. Trời ơi, con nhỏ mà hăng vậy. Trời ơi, nhảy chân mình luôn. Trời ơi, nhảy được luôn kìa. Trời ơi. Khổ, đúng là tay có khác. Tay nhỏ vậy. Tay mà vậy á. Mới 2 tháng mà nhảy được kìa. Trời ơi, thiệt. Poodle. Dạ, được à. Poodle ơi. Ôi ôi. Cưng quá. Ôi, vô chuồng ở nè. Xe gì à, không điều khiển mà mắc kéo vậy trời. Chuồng ở nè. Quá. Ở đây mình có cái bậc ghê nè các bạn. Na, lại biểu nè. Na ơi. Trời ơi, cưng chưa? Quá đẹp luôn, Na ơi. Nè các bạn. Nó đang bò ra nè các bạn. Poodle ơi. Trời ơi. Nó cưng quá nè. Na ơi. Na cưng bạn không? Na. Thôi nè, Na ơi. Bạn nhỏ mà. Bạn nhỏ mà Na cưng bạn không? Hả Na? Chó anh hả? Không phải. Hoa hả? Chó nhà, chó cơ. Ờ, nó nằm cái banh đâu rồi? Hả? Cái banh. Này. Poodle ơi. Ngoài á. Poodle. Trời nè, Na ganh nè các bạn. Nó thấy mình có chó mới, Na ganh nè các bạn.
các bạn mua chó có liên hệ với mình nha, qua YouTube của mình hoặc qua số điện thoại 0789437477 nha. Nè bu đồ ôi bu đồ ôi na na vậy sao được. Bu đồ quá dễ thương. Hồi na hồi nay gặp em ra vậy ra trời. Trời ơi na ơi. Dạ được. Na ơi na. Bu đồ. Trời ơi. Sao đẹp em? À, hai nhỏ. Bu đồ ơi. Thôi na ơi. Na ơi, bu đồ ơi. Bu đồ. Bu đồ. Bu đồ. Bu đồ. Thôi. Na ơi. Na ơi. Chào đi cưng không? Chào đi cưng chưa? Dạ như con gấu luôn á. Dạ không, dạ không có đâu. Con thử rồi. Dạ không, con thử rồi. Dạ không rồi, nhưng mà không. Nó nhỏ mà nó thấy. Dạ cho thấy cưng không? Na gặp em mới na vậy đó. Không sao đâu. Chó với nhau không sao. Tiny mà. Dòng tiny á. Cô thấy nó giống như gấu bông ha. Hay như con gấu giả. Sao giống chó đâu. Y luôn á. Chứ mẹ nó cũng vậy luôn. Dạ đúng rồi. Dạ dạ. Màu trắng, màu đen. Có màu đen hiếm lắm. Mà người ta thích màu này hơn. Ừ. Dạ, màu gì màu đen.
Dạ cha mua giùm cho ai? Cha mua giùm cho ai? Không không, cha nuôi con mặt rê thôi chứ đâu nuôi con này được. Bố đồ. Na ơi, Na ơi, Na Na. Con biết rồi, con này con lai, con kia đặt. Bố đồ. Bố đồ tao chạy. Ôi. Thôi. Bố đồ. Đâu không sao, không sao đâu. Bố đồ ai. Nè, bố đồ. Trời ơi, chạy. Bố đồ ai. Nè. Bố đồ ơi. Lại biểu ăn. Lại. Ui. Lại. Chạy lại. Lẹo bố đồ. Lì mày. Bố đồ đâu. Bố đồ. Bố đồ ơi. Bố đồ. Đâu hả? Bố đồ. Bố đồ ơi. Ôi, thầy biểu. Bố đồ ra chơi ha. Bắt đầu đi chơi ha. Thôi nè, làm gì nè. Vô, bà ngoại kêu vô ngoại. Trời ơi, bắt đầu. Bắt đầu ơi. Kêu hí. hai tháng một ngày mới dứt sữa. Bù đồ lại biểu anh. Bù đồ hả? Bù đồ. Bù đồ. Nít mà. Này luôn nít được, tại lòng này giọng nhỏ. Thay đi. Vậy là nó biết ăn chưa? Dạ ăn rồi con. Ăn dặm mà. Con chưa nhận hàng con. Con nhận